Hey everybody, how are you? Nào cái okay, video này mình muốn giúp các bạn học từ vựng. À, mình có cái ngàn cái từ vựng mình muốn giúp các bạn. Yes, hơn hình như mấy ngàn ta, ba ngàn. Yeah, thật sự mình không có biết uh, mấy tập để giúp các bạn hết mấy ngàn ngàn từ này. Có thể các bạn nghe khoảng ba năm mới xong. <laughs> no, I'll, I'll try, okay, I'll try to go fast. Không phải 3 năm đâu để mình mình ráng làm đi nhanh cho các bạn cái okay? chắc khoảng một năm không? Maybe khoảng năm hả? Huh? các bạn cứ nghĩ rằng cái series của cái video này là các bạn là như coi phim uh, xã hội vậy đó right? mỗi tuần hoặc là hai ba ngày nó có một tập ra thì mình làm một cái cách này nó rất gọn mình khỏi cần quay video uh, mình thật sự không có cần để make up hoặc là chạy tóc để giúp các bạn thật sự bây giờ mình đang mặc uh, đồ bikini đang ngồi nói chuyện với các bạn đây and yes mình mặc đồ bikini rất là đẹp trai các bạn phải nhớ rằng là mấy cái từ này mình chọn random là mình lấy đại ra, mình không có đi theo thứ tự gì cả. Thường khi mình đi, đi theo thứ tự ABC hình như nó hơi chán cho các bạn cho nên mình chỉ cần lấy đại ra trong 3.000 chữ đó để mình giúp các bạn tuy rằng cái bài này hôm nay có ba chữ thôi nha mà trong cái ba chữ đó nó có những cái dạng làm như dạng tính từ nó khác với cái dạng động từ với dạng danh từ cho nên ba chữ hình như thành 11 chữ gì đó yes 11 mình đi nhanh gọn nha các bạn để cho các bạn vừa học mà vừa thưởng thức giọng chập trai của mình ok nãy giờ mình nói hay nhiều let's begin đây, mình phiên âm cho các bạn đây Legal Nào, tuy rằng mình viết chữ gồ nha Mà thật sự đừng có gồ quá uh, Nó hơi kỳ kỳ Các bạn chỉ cần nói là legal Giờ thôi, gồ rất là nhẹ Legal A legal system là một cái hệ thống luật pháp Cái chữ legal là nói về luật pháp, luật lệ Every country has a legal system Mỗi quốc gia có một cái hệ thống luật pháp okay. Nào, các bạn thông cảm nha trình độ mình tiếng Việt là lớp 3 cho nên mình dịch đại khái vậy thôi nha. In the US, it's legal to drink alcohol at 21. Ở bên nước Mỹ, khi bạn 21 tuổi, bạn có thể được uống rượu. Okay? Nó là legal. Cảnh sát không bắt mình. Nào, cái chữ 20, nếu các bạn muốn sành điệu hơn thì các bạn nói là 20. Bỏ cái T ra, chỉ cần nì nha. 20. It is not legal to drive on the left side of the road in Vietnam. Không có hợp pháp khi các bạn lái xe bên tay trái trên con đường ở bên Việt Nam. Chữ này là road. Đừng có rot nha các bạn. Nhiều bạn hay nói là rot, nó là roll, làm như uh, con cá rô vậy đó. Yes, roll. Chữ này là drive, chữ tr nha. Drive. Đừng có drive. Ok, chữ okay. kế nào cái chữ ở trên là chữ legal, chữ ở dưới là illegal, illegal nha, yeah. nhấn âm lý, à, đây illegal, illegal là không hợp pháp. Tại vì cái chữ il này trong trong tiếng Anh thường khi nó là không, ok, uh, nó là not, nó giống cái chữ um, n hoặc là chữ m, um, AND chữ il, ok, số so, ba cái này uh, prefix mấy cái từ mà đứng trước chữ đó khi mà các bạn thấy nó là đa số nó là không cho một cái gốc từ đó is it illegal to drink alcohol here phải bất hợp pháp khi các bạn uống rượu đây không oh, nào có nhiều người phát âm nó là illegal cái nào cũng được illegal illegal same it's illegal to steal ăn cắp là bất hợp pháp. Ok, next one is create. Nào, cái chữ này nhiều bạn hay bị trở ngại cái chữ này. Cái chữ này là create nha. Cre, thấy chữ cre không? Mm -hmm. Eight. Ok, nào mình cố tình bỏ cái âm thi đó ra. Thằng lại có âm thi. Nếu mình nói nhanh thì create thôi. Không có cần âm thi. Create. À, uh, nói chậm, create. Tạo ra, right? So, uh, nó là động từ. Apple created the iPhone. Created, D did. Tại vì người Mỹ hay phát âm cái này là âm t đứng giữa hai cái nguyên âm. Created là âm đi ha. Công ty Apple tạo ra cái iPhone. Nature creates life. Thiên nhiên tạo ra cuộc sống. The chef created a wonderful dish. Một người đầu bếp tạo ra một cái món ăn tuyệt vời. Created. He loves to create music. Anh ấy thích tạo nhạc. Ok, tiếp tục cái dạng create nha. Cái tính từ của nó là creative. Âm D. Creative. Âm D nha các bạn. Creative. Những âm ấy. Creative. Okay. Nó là sáng tạo. He is very creative. Nào cái âm này các bạn phải phát âm là creative. Ba âm dùm nha. Ba âm creative. Thật sự như có hai âm trong từ điển mà các bạn nói ba âm thì nghe nó nó sẵn điệu hơn. My friend is a creative person. Bạn tôi là một cái người sáng tạo. Oh, he is very creative. Là anh ấy rất sáng tạo. Kế nữa là creation creation cái đó là danh từ nó là sự tạo thành sự sáng tạo creation nha các bạn sin ok chữ uh, cái đó là noun yes đó là danh từ ok đừng có sin nó là sin chú có một lên sin this is my new creation said the chef đây là một cái sáng tạo mới của tôi Cái người đầu bếp nói Oh yeah, nãy giờ mình quên nhắc các bạn cái chữ Chef này Cái gốc của nó là tiếng Pháp Tiếng Pháp cái chữ ch hay là ch lắm Nó giống cái chữ she vậy đó Hoặc là cái âm shin she, chef Đầu bếp ha Chef Apple's creation includes the iPhone, the iPad, and the iPod Cái sự sáng tạo của Apple gồm có iPhone iPad, iPod, creation, sự sáng tạo. Ok, so nãy giờ mình học là create, creation, còn cái người sáng tạo, cái người sáng tạo nó có một cái chữ nữa là creator. Yes, tiếng Anh nó rất rối lắm. Các bạn cái này phải nhớ thì chứ bỏ tay. Creator là người sáng tạo hoặc là người tạo thành. Creator. Thấy không? Yes, yes, the there. He is a The creator of many songs, anh ấy là một người sáng tạo của nhiều bài hát. Who is the creator of Doraman? Ai là người sáng tạo Doraman? Creator nha nhớ nha tập nó ra. Creator, đừng có creator, creator, no, đừng có creator nha các bạn. Just say creator. Cái nữa là economy, economy. Okay, nhấn âm bỏ dấu quyền quyền hết quyền quyền economy xuống giọng I hope the economy gets better oh yeah economy là kinh tế ha tôi mong rằng cái kinh tế nó tốt hơn I hope the economy gets better the world economy is complicated world nhớ nhà world cái xong rồi o nè World, well, actually, uh, oh, roll đi, đừng có oh. World, world, world. Cái kinh tế thế giới phức tạp. Như complicated là phức tạp phải không? Complicated Ok, tiếp tục Economist Những âm um, con Ok, nó giống cái economy ở trên, ở dưới đây là economist Người chuyên về kinh tế, người học kinh tế hoặc là người uh, nghiên cứu về kinh tế uh, Cái đó gọi là economist He wants to be an economist He wants to be an economist Nếu nói nhanh, các bạn không cần nói là Economist Các bạn chỉ cần nói là Economist okay. à, Cái âm S nó quan trọng hơn cái âm T cho nên mình nói nhanh mình có thể giả bộ mình làm lời cái âm T cũng được nữa Economist The economists are concerned about the economy Ok, cái chữ này nó rất rối cho các bạn Tại vì nó có STS Nếu các bạn phát âm chậm The Economist Thì các bạn phải phát âm ba cái phụ âm Khi các bạn phát âm bình thường thì các bạn bỏ cái âm thi ra Tại vì âm thi nó không có quan trọng lắm Thì các bạn phải xì xì nó một cái The Economist are concerned about the economy Now, có một cái nữa Các bạn nghe, các bạn sẽ thấy khoái lên Nếu các bạn nói nhanh thì các bạn không có cần phát âm xì xì cả Chỉ cần và âm S thầy. The economists are concerned about the economy. Vậy thầy. So, um, các bạn nên phải âm nhanh nha. The economists are concerned about the economy. Okay, next one is economic. Now, các bạn để ý nha. Những âm nào? Ở nhấn âm này. Okay, so hai cái chữ trước ở trên. Các bạn nhấn âm con xuống chữ này. Các bạn nhấn âm nóm. Okay economic. Yes, các bạn phải phát âm khoảng 10 lần cho quen nha. Đừng có là economic. No, không phải là economic, nó là economic. Tính từ thuộc về kinh tế. Tôi có nhiều người phát âm là economic. Yes, cũng được nữa. Economic hoặc là economic, cái nào cũng được. Mà quan trọng các bạn phát âm cái cờ gì mà nha. C economic nó không phải là một cờ của tiếng diễn là cờ we need to solve an economic problem chúng ta phải cần giải quyết một cái vấn đề kinh tế the president needs good economic advisors ông tổng thống hoặc là bà tổng thống cần những người giỏi cố vấn giỏi về kinh tế nhiều khi các bạn thấy chữ này economics có chữ s right yes ở trên không có ở dưới đây có Một khi mà các bạn thấy chữ s này đó thường khi nó về nghiên cứu kinh tế hoặc là cái sự nghiên cứu của kinh tế ví dụ mình đang học cái ngành kinh tế thì mình đang học economics chứ không phải mình học economics she studies economics in school cô ấy học kinh tế trong trường my economics professor is very helpful cái người giáo viên ở uh, kinh tế giúp đỡ rất nhiều. nó vừa noun mà những vừa adjective ở trên này thì nó là noun. Danh từ ở dưới đây nó là adjective. Ok. So, tại sao dùng cái chữ S? Well, cái người này dạy kinh tế. nghiên cứu về kinh tế. S. Cái người này học kinh tế. S. Ok. Chữ cuối là economical. Economical là tiết kiệm, ít tốn kém. Economical. Nha. Yeah tiết kiệm, ít tốn kém. It's more economical to drive smaller cars because they use less fuel. Nó ít tốn kém hơn khi các bạn lái xe nhỏ vì nó dùng ít xăng hơn. Solar power is not yet economical to use. Năng lực ánh sáng mặt trời chưa có tiết kiệm cho mình lắm khi mình dùng nó. Ok, nãy giờ mình học mình như 11 chữ rồi phải không? Tuy rằng có ba cái chữ gốc mà nó phân ra thành 11 chữ Rồi so, bây giờ nó tóm lại là Economical Economics Economic Economist Economy Creator Creation Creative Create Illegal legal. Ok, mình mong mình có giúp các bạn nãy giờ một tí xíu về từ dựng. That's it. I'll see you later.